はい、皆さんこんにちは。先生、先生こんにちは。はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。こんにちはですね。hôm nay chúng ta lại bước vào bài số 40 ですね。bài số 40 cái gì đó. Có nhớ là cái gì để thường đi không này. Để đâu ở đâu là chúng ta sẽ học với những từ này liên quan đến nghi vấn từ. Đâu là gì nhỉ? Tiếng Nhật là gì ạ? Doko đúng không? Hay là gì ạ? Bao nhiêu tuổi là gì? Nan sai hay là gì ạ? Mấy giờ? Mấy giờ? Nanji, nani cái gì này? Hai. Để chứ nào? Nani chi ngày bao nhiêu này? Có nhớ ngày sinh nhật anh ngày bao nhiêu không? Nhớ. Đấy, không nhớ đúng không? Thì chúng ta sẽ nói được những câu thế. Có nhớ được ngày sinh nhật của anh Dũng không? Để chứ nhá. Hai. Có biết, có nhớ hay là có biết người yêu bạn nghĩa là ai không? Đấy, thấy chưa? Có biết chồng cô Thanh là ai không? Chúng ta sẽ nói được những câu như thế. Hay không? Hay. Có biết, có nhớ hay là cái gì đó? Để chứ nào? Dễ rồi. Ok. Thầy mẫu cô bản ngày hôm nay chúng ta sẽ có bốn phần như thế này. Thứ nhất này, có biết, có nhớ hay là cái gì đó. Đây này, bao nhiêu ở đâu này, không này. Được chưa nào? Hay đến phần thứ hai, chúng ta học có hay là không. Chẳng hạn như là không biết nó có hiểu hay là không nhỉ? Không biết là cô Thanh có đi hay là không nhỉ? Không có từ để hỏi đúng không thầy? Ừ, ok, có hay là không. Dạ, cái câu hỏi Tí nữa vào, không biết, ok, cứ yên tâm. Thành cứ yên tâm thế nào. Ai ok vào phần thứ ba, VT mi mát là thử cái gì đó. Được chưa nào? Ăn thử đi, uống thử đi, được chưa? Hay cuối cùng là gì đây? Tính từ này cộng với xa này, được chưa nào? Tính từ cộng với xa. Danh từ và tính từ này đấy. Được chưa nào? Hay chúng ta bước vào phần đầu tiên. Có biết hay là có nhớ cái gì đó. Được chưa nào? Hai cái từ này là từ chủ đạo. Được chưa nào? Có biết có nhớ. Hay và nó sẽ đi nghi vấn từ trước này. Nghi vấn từ này. Đây nhỉ. Có biết itsu doko này đúng không? Dare. Dare tất cả đấy. Đúng nhỉ. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái động từ tính từ này. Tí nữa vào ví dụ cụ thể viết như này sẽ khó hiểu đúng không? Cái động từ cuối cùng của chúng ta này sẽ cho vào có biết shitemasu ka? Có nhớ. Nhớ là gì? Oboetemasu ka? Thấy chưa? Oboetemasu ka hoặc oboetemasu ka. Các bạn nói thẻ vetemasu ka cho thầy nhá. Oboetemasu ka. Được chưa nào? Ok. Từ từ để viết đã. Nghe này. Ok. Thôi viết qua đấy bạn nào. Gọi trên bảng. Nếu mà không xem kịp thì phao xe lại thì viết nhá. Đấy. Ví dụ cụ thể. Nó mới rõ ràng. Thứ nhất. Đấy. Được chưa nào? Wakarimasen ka? Được con này chưa? Ở đây chúng ta có nani này. Được chưa nào? Chứ hắn nhiều quá thầy ơi. Được cả này. Nhiều quá. Chả có gì, toàn những từ căn bản này, sensei này, nani học rồi đúng không? Từ này em dạy ở trong phần chữ án rồi. Ok. Là gì đây? Wakarimasen ka là gì? Có biết không? Có biết không? Có hiểu không? Có hiểu không? Có hiểu hay là có biết đều được hết. Cái từ wakarimasen dịch là nhiều lúc cũng dịch là biết, được chưa? Nhưng mà đây là hiểu mà. Mày có hiểu thầy đang nói gì không? Mày có biết thầy đang nói gì không? Đều được mà tiếng Việt thế. Ok chưa? Hay. Hay. Đấy. Câu này có nghĩa là gì thế? Nghĩa nói là 先生が何を話してるかわかりませんか？うん、わかりませんか？ヒョウ、ヒョウ、タイダン nói cái gì không？うん、đúng không？ヒョウタイダン nói cái gì không？em hiểu thầy đang nói cái gì không？câu này chuẩn luôn đấy, nói thế thôi。わかりません。đấy chưa nhỉ？はい。はい。cả lớp đọc lại câu này nào。先生が何を話してるかわかりませんか？せーの。先生が何を話してるかわかりませんか？OK。タイダン、もう一回。先生が何を話しているかわかりませんか ？OK。大丈夫な。ピゾって手はね、どこですね。けじろですね。ピゾには、じゃあ、ちょぐれ、みちょんちょく、みちょテーマ、どうも。私の本。大丈夫な。私の鍵。いや、まあ、どうせ、どうい、どうも。鍵は、大丈夫な。いや。はい。私の本は、どこに置いたか覚えていますか？うん。いや、でない。Bạn có nhớ quyển sách của tôi nó để ở đâu không? Nó để ở đâu không? Đấy chứ nào? Hai. Ok chưa? Hai. Hai, tiếp. Ano hito wa nansai? Nansai. Nansai. Nansai desu ne. Nansai ka? Ano hito wa nansai ka shite imasu ka? Nansai ka shite imasu ka? Bạn có biết người đó bao nhiêu tuổi không? Đúng rồi. Em có biết người đó bao nhiêu tuổi không? Được chưa? Bây giờ chúng ta đặt những câu hỏi vấn. Anh hỏi tôi là nan sai desu ka? Bây giờ là nan sai ka? Shitemasu ka? Hỏi thêm một người nữa. Được chưa nào? Ví dụ như là Thanh đặt thêm một câu này Dũng là mày có biết thằng đeo kính kia là ai không? Đấy.
Tại câu này đúng rồi nhá, mày cũng biết đây rồi. Thằng đeo kính kia là ai nhỉ? Thằng đeo kính kia sẽ là ano megane o kakete iru hito wa dare ka shitte imasu ka? Đúng rồi. Không phải dare desu ka mà chỉ cần dare ka. Được chưa nào? Gia san desu. Megane o kakete iru hito wa dare ka shitte imasu ka? Được chưa? Cái câu này rất hay dùng đấy, đúng không nào? Đang hỏi mày có biết cái gì đó là ai đúng không? Bao nhiêu tuổi cái mày gì? Có biết mà người mặc áo trắng kia là ai không? Ai? Mày đã đi. Y-shirtsを着いている人は誰か知ってますか？誰か知ってますか？いいえ、知りません。知りません。うん。Thế là thành là cái này. Mày có biết mày có biết cái ô tô kia là của ai không? À, ô tô kia là à, hay. あの車は誰の車か知ってますか？うん、誰の車か。Danh từ là đây nó cứ mà danh từ cộng luôn với cả thôi nhỉ. Danh từ cộng luôn này đa lên nó cứ tại vì có từ đa lê ở đây cụm từ để hỏi của chúng ta là gì nhỉ? Đa lên nó cứ mà desu ka hiểu không? Đa lên nó cứ mà desu ka đa lên nó cứ mà ka shite masu ka đi hiểu không? Được chưa? Ok hay ví dụ này, vẫn còn ví dụ này. Hay thay nhỉ. 母の誕生日に何をあげたらいいか考えています。うん。ビアジュランドゥ、chúng ta không còn phải không còn là gì nhỉ? 覚えてます、してます、hay là わかりますなんか gì nhỉ? 考えてます、suy nghĩ nó. Tôi đang nghĩ xem là sinh nhật mẹ thì cái gì thì được. Đúng không? Đây, 何をあげたらいいですか? Bình thường chúng ta sẽ có câu hỏi học đến đây rồi đúng không nào? Mỗi câu đơn giản chúng ta học đến đây rồi. Được chưa? Đây, bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ đấy sự thôi, thêm cà vào đây thôi. Và đằng sau thêm một cái này nữa. Hay. Tiếp, nghĩa. Hay. Report no shimekiri wa itsu ka sensei ni kikimasu. Ừ, đấy, cái câu này lại có khác à? Nghĩa là gì đây? Shimekiri wa. Tôi sẽ dịch cho đằng sau. Hỏi. Tôi sẽ hỏi thầy giáo. Hỏi thầy giáo xem là. Hạn báo cáo. Hạn báo cáo là khi nào? Đúng không? Ừ. Để em hỏi thầy giáo xem hạn độ báo cáo là khi nào. Hai người đang nói chuyện đúng không? Vâng. Ừ. Giờ report no shimekiri wa itsu ka sensei ni kikimasu ne. Hai. Ok chưa? Hai. Tiếp theo. Anh cha. Class ni otoko no hito ga nan nin iru ka oshiete kudasai. Ừ, oshiete kudasai. Nói gì đây? Hãy chỉ cho tôi, hãy nói cho tôi biết xem là trong lớp học bao có bao nhiêu người con trai. Có bao nhiêu người trai. Đấy, hãy chỉ tôi nhé. Bây giờ chúng ta bỏ cái OCT ra, hãy chỉ cho tôi biết đi. Để chính là bây giờ chúng ta là câu này. Trong lớp có bao nhiêu con trai? Đúng rồi, class ni otoko wa nan nin imasu ka? Được nhỉ? Bây giờ các bạn thử đặt câu, hai người đặt câu cùng nhau. Rồi đặt một câu đơn thuần trước. Có nhớ hôm nay học cái gì không? Kyo wa nani o benkyou shita ka oboete imasu ka? Nani o benkyou shita ka oboete imasu ka? Hai, oboete imasu yo. Phân làm hai câu thay. Hôm nay học gì đúng không? Kyo wa nani o benkyou shimasu ka? Benkyou shimasu ka? Được chưa? Benkyou shita ka. Em sẽ đặt một câu ngắn như thế. Đây là đúng câu ngắn đi, trong nghĩa đặt câu đi. Thì em sẽ đọc lại câu của lại nhá. Kyo nani o benkyou shimasu ka? Kyo nani o benkyou shita ka oboete imasu ka? Được chưa nhỉ? Bạn có hiểu không nhỉ? Đấy, đây là câu vừa nãy. Tiếp theo đi, bây giờ nghĩa đặt ngược lại là câu đơn thuần. Không quan gì đi. Thầy đặt câu. Kino nani o tabemashita ka? Kino nani o tabeta ka oboete imasen. Bạn hiểu không nhỉ? Đúng rồi. Không nhớ, oboete imasen là không nhớ được cả. Không nhớ là hôm qua ăn gì. Cũng được, câu này rất là chuẩn. Tiếp. Đập. Là câu đơn thuần đi. Sách này bao nhiêu tiền? Kono hon wa ikura desu ka? Kono hon wa ikura ka? Wakarimasu ka? Đấy, kono hon wa. Con hiểu chưa? Thế chúng ta cứ đặt như thế thôi sẽ ra được một câu dài như thế này. Thêm mấy cái động từ nó vào là xong. Được chưa? Thay nhỉ? Nan san no koibito wa dare ka shite masu ka? Cậu có biết được là người yêu của bạn Nan là ai không? Của bạn Nan là ai không? Nan hay là Nam cũng được, đúng không nào? Nam. Nam được thế. Hay Nam thì Nam Mự. Nam thì Nam Mự, đây là Nam. Lan. Lan là Lan. Lan là Lan.
đây là nan nan y bạn nan ok nan ok nan nan à đây đây 私たちが初めて会ったのはどこか覚えていますか？うん。何が字？あ、bạn còn nhớ? Anh còn nhớ. Anh còn nhớ. Anh còn nhớ cái nơi mà à, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau là ở đâu không? Ở đâu không đúng không? Thôi. Lần đầu tiên mà chúng ta đã gặp nhau là ở đâu không? Câu hay thế nhỉ? 初めて会ったのはどこか? Được chưa? Hay. 非常口はどこか調べます。うん。Tôi sẽ tra xem là cửa thoát hiểm ở đâu. Ừ, tôi sẽ tra xem là cửa thoát hiểm ở đâu. Tôi sẽ. Được chưa? Sẽ đúng không? Xin đợi mà sẽ. Ok chưa? Hai. Hai, ok. Hai bạn làm này giỏi quá nhưng vẫn còn. Thế thì này. Vẫn còn. この絵はいくらで売れるか知ってますか? À, cái bức tranh này bạn có biết là nó sẽ bán được ở mức giá bao nhiêu không? Ừ, bạn có biết là cái bức tranh này dịch tiếng Đức rất ok. Bạn có biết được là bức tranh này sẽ bán với giá bao nhiêu không? Đúng không? Hay. Ừ, sẽ bán với giá bao nhiêu không? Yeah. Hay, この紙はどちらが思ってかわかりません。Ừ, わかりませんなんて言う? Tôi không biết. Không biết. Tôi không biết là cái giấy này thì đâu là mặt trước. Mặt trước đúng không? Mặt trước này. Ok. Ông mua tiền ở mặt trước, được chưa? Hai, tiếp, thành trạng. Meeting và itsu ga ii ka kangai teimasu. Kangai teimasu, đúng không? Đang nghĩ xem là buổi meeting thì sẽ để lúc nào thì được. Ừ, đúng không? Itsu ga ii ka, itsu ga ii desu ka. Đúng không? Kangai teimasu. Xong rồi đấy, xong phần 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2. Được chưa nào? Có hay là không? Có hay là không? Được chưa? Hay ví dụ cụ thể sẽ hiểu. Đầu tiên là có hiểu kadoka, các bạn đọc kadoka. 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 Ok, thay nào. Ashita wa yasumu ka dou ka wakarimasen. Ừ, wakarimasen nói gì chứ? Không biết là. Là. Ngày mai có nghỉ hay là không? Không. À. Hiểu chưa? Chỗ này là không có từ để hỏi thì nhỉ? Ừ, không có từ để hỏi, đúng không? Chỉ có kadoka thôi. Giờ chúng ta sẽ thêm mà. Như kiểu mình sẽ nói là ashita yasumimasu ka? Ừ, hasta yasumi ka doka wakarimasen. Hai. Đúng không? Hai. Hai, ok. Bây giờ mình sẽ thử hỏi các bạn như thế này xem các bạn. Xong từ cái câu hỏi của mình các bạn sẽ đặt ra câu này nhé. Ok. Hai. Kono bangumi wa omoshiroi desu ka? Kono bangumi wa omoshiroi ka doka wakarimasen. Wakarimasen. Mada miteimasen. Hai. Hiểu chưa? Hai. Nghĩa là gì? Cái cuộc khai quang của thầy mới nghĩa là vừa là gì đấy thầy? Thầy hỏi là この番組は面白いですか? Có nghĩa là cái chương trình này có hay không, có thú vị không? Thì bạn nghĩa trả lời là tôi không biết, à em không biết được là nó có thú vị hay không vì em chưa xem. Đúng rồi, đúng không? Dễ đúng không? Tương tự như thế, この料理は美味しいですか? まだ食べていませんから美味しいかどうかわかりません。Đúng không? Bây giờ em vẫn chưa ăn nên là em không biết là nó ngon hay là không. Được chưa nào? Hai. OK, Thanh Trạch. その噂は本当かどうか調べます。Tôi sẽ tìm hiểu xem là cái tin đồn kia nó là thật hay không. Đúng rồi, tin đồn kia là thật hay không. OK chưa? Nghĩa sao? ここでタバコを吸ってもいいかどうか聞いてきます。聞いてきます。Tức là tôi đi hỏi xem. Đi hỏi xem là ở đây có hút thuốc được hay không? Ừ, đúng không? Thế nên đây thèm hút thuốc quá. Không biết đây có hút thuốc được hay không nhỉ? Đúng không? Thì bắt đầu. Kite kimasu. Đi hỏi. Được chưa? Một cái yomimasu nhé. Koko de tabako sutte mo ii ka dou ka. Hai, kite mimasu. Hai, chugi ikimasu. Hai, reibun ga takusan arimasu yo, Tenchan. Machigai ga nai ka dou ka mo ichido mite kudasai. Hãy xem lại một lần xem là có lỗi sai nào không. Đúng rồi. Là gì nhỉ? Hãy xem lại một lần xem là gì nhỉ? Có lỗi sai hay là không? Được chưa nào? Hai, kia. Kizu ga nai ka dou ka shirabete kudasai. Shirabete kudasai. Hãy tìm hiểu xem là có vết thương hay không. Ừ, đúng không? Kizu là gì nhỉ? Vết xước, vết thương. Vết xước hay là vết thương tùy vào cái hoàn cảnh đúng không? Đấy. Ví dụ vừa bị tai nạn xong, nó shirabete kudasai. Đúng không? Hay là mình vừa mua cái cặp mới về đúng không? Sẽ là cái kizu sẽ là vết xước. Được chưa nào? Hai. Tiếp. 道が混んでいるので、十時に間に合うかどうかわかりません。
Vì đường đang rất đường là đông, rất là đông nên là tôi không biết là có kịp lúc 10 giờ không. Đúng rồi, không biết là kịp 10 giờ hay không. Được chưa nào? Hai. Chị. Hai, saikin atte imasen kara Ogawa-san ga genki ka dou ka wakarimasen. Gần đây tôi không gặp, đúng không? Nên là tôi chẳng biết rằng anh Ogawa anh ấy có khỏe hay không. Thế nào? Genki ka dou ka. Hai, chị. 夏休みに国へ帰るかどうかまだ決めていません. Tôi vẫn chưa quyết định được là nghỉ hè có về nước hay không. Câu này hay đúng không? Chưa biết được là nghỉ hè có về nước hay không. Được chưa nào? まだあります。はい、タンちゃん。あ、行け行け。あ、はい。合格したかどうか確かめてください。À, hãy kiểm tra hay là hãy xác nhận lại xem là đỗ hay là không. Đã đỗ hay là không. Đúng rồi, đỗ hay là không này. Tashikameru. Xác nhận lại. Đi nào. Hãy tiếp. Watashi no koto wa suki ka dou ka hakkiri itte kudasai. Con này hay đúng không? Hakkiri itte kudasai là nói. Nói rõ xem là có thích tôi không. Đúng rồi. Anh phải nói rõ xem là có thích em hay là không. À, đúng rồi, em hay không. Watashi no koto wa suki ka dou ka hakkiri itte kudasai. Được nào? Hai. Hai. Ok, hết rồi. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba. Cái phần kia phải nhắc lại được không? Không ạ. Cả được cả, oi si cả đâu cả, đúng không? À, cách chia thì vẫn là như nhau. Takai cả đâu cả, đấy. Desu ka thì cho thành ka thôi. Được chưa? Desu ka thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Bỏ desu ka thì thành ka đâu cả. Được chưa? Hai. In desu ka? Hai. Desu. Hai, vê tê imimasu, nè. Chị bạn. Thử làm. Tức là thử làm cái gì đó. Hai. Ví dụ mình vào trong cái quán giày này đúng không? Mình muốn thử đôi giày này. Satoshi kuchu. Hai te imimasu. Hai te imimasu. Tôi thì nhỉ? Đeo thử đôi giày mới. Đi thử. Vê te imimasu này. Mỗi câu này quá là dễ luôn á. Được chưa? Câu thứ hai này. Kino katta shatsu o kite imimasu. Tôi mặc thử cái áo sơ mi mà đã hôm qua. Đúng rồi, áo sơ mi mùa hôm qua. Được chưa? Hai, tiếp. もう一度考えてみたいです。đúng không? Các bạn nhớ nhá. Về mai này chúng ta sẽ chia rằng về tay đều được hết. Về tay mi tay. Tôi muốn thử. Đấy như nào? Trong này mỗi chi độ càng ngày tay mi tay. Nghĩa là gì? À, tôi muốn thử suy nghĩ lại một lần nữa. Đúng rồi, tôi muốn thử suy nghĩ lại một lần nữa. Được chưa? Hai. Hai. Tiếp. Utao kite mimashou. Là chúng ta hãy cùng nghe bài hát này. Hai, chúng ta hãy cùng nghe bài hát. Nghe thử bài hát này, được chưa? Hai. 日本語で説明してみます。Hai. À, tôi thử giải thích bằng tiếng Nhật. Thử giải thích bằng tiếng Nhật xem. Em giải thích được không? Đúng không? Hai. Hai. もう少し大きい靴があるかどうか探してみます。Đây là kết hợp cả mẫu câu vừa chúng ta vừa học xong đó. Cả đồ cả đúng không? Hai. 探してみます。Tôi sẽ thử tìm xem. Thử tìm xem. Có cái đôi giày to hơn một chút không? Đúng rồi, đúng rồi. Có cái đôi giày to hơn một chút không? Đúng không? Hay. Ok. Kare ga mou uchi o deta ka dou ka denwa shite mimasu. Tôi sẽ gọi điện hỏi thử xem là anh ấy tôi sẽ gọi điện thử xem là anh ấy đã ra khỏi nhà chưa? Đúng rồi. Anh ấy đã ra. Mou uchi o deta đi master thì chúng ta chia về thằng ngắn đó data cả đâu cả đấy. Ok chưa? Hai. Hai, kia. Hai, asta wa tsugo ga ii ka dou ka Mida san ni kiite mimasu. Hỏi tôi thử hỏi anh Mida. Mida xem là ngày mai anh ấy có rảnh hay không. Đúng rồi, cả cái cụm từ này chúng ta chỉ cần dịch là rảnh rỗi rồi nhá. Tsugo ga ii là rảnh rỗi, nhưng mà này cả này rảnh rỗi hay là không. Được thế nào? Hai. Cả đâu cả. Hai. Thanh Trang. Sumimasen. Kono zubon wo haite mite mo ii desu ka? Đúng không? Bây giờ chúng ta lại có thêm một mẫu nữa là VT mo, mite đấy. Được chưa? Dùng như ngày xưa. Dùng như ngày xưa thôi. Mi dự đúng không? Chia sang VT đó mite để mite mo ii desu ka? Cái là gì đấy? Xin lỗi, cái quần này tôi xỏ thử có được không? Đúng rồi, em xỏ thử cái quần này được không? Được thế nào? Hai. Hai. Ikura muzukashikute mo 一回やってみてください。Hãy thử làm một lần xem. À, dù nó có khó bao nhiêu đi chăng nữa thì hãy thử làm một lần xem sao. Đúng rồi, thử làm một lần đi. Được chưa nào? Hai. Hai.
Vậy là chúng ta đã hết rồi đấy. Hết rồi. Chưa, còn phần cuối cùng. Vẫn còn. Ok. Tính từ, được chưa? Tính từ đối y và tính từ đối na thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Chuyển nó sang thành danh từ. Như thế nào? Chúng ta sẽ gì nhỉ? Bỏ y đi này, đúng không? Và bỏ na đi cộng với sa. Sa. Ví dụ ngon thì thế nào? Oishi thành oishi sa. Là độ ngon. Độ ngon. Được chưa nào? Độ ngon này. Takai tức là cao thì thành độ cao. Chiều cao. Thành độ cao. Độ cao đi. Cao mà. Ok. Hay là chúng ta sẽ có gì nhỉ? Lạnh. Sa mươi đúng không? Sẽ biến thành là samusa, tức là cái lạnh. Cái lạnh là danh từ đúng không nào? Atsusa là cái nóng, được chưa? Ây, samusa là cái lạnh này, được chưa? Hay ok, cái từ gì hả? Takai này đúng không? Thì cà tai nữa, có một từ ngược lại nó gì nè. Đây là cà tai. Cà tai là cứng ạ. Thì là katasa. Katasa là độ cứng. Độ cứng. Khi mà chúng ta vào quán mì á, thì chúng ta sẽ hỏi là, người ta sẽ hỏi là katasa á, độ cứng của mì thế nào đúng không? Futsu desu. Thầy rất thích mì, kiểu gì thế mà vẫn phải cho mì vào. Ôi si sa là độ ngon đúng không? Kirei sa là gì? Cái đẹp. Cái đẹp. Sự xinh đẹp. Được chưa nhá? Rồi, dễ rồi. Ví dụ chúng ta sẽ đi vào ví dụ này. Rồi, anh Trang. Fujisan no takasa wa 3776m desu. Độ cao của người phú sĩ là 3776m. Đúng rồi, 3776m. Được chưa nào? Meter, có đọc. Meter. 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 Ok. 次。 タワーの長さをどうやって測るか分かりません。nghĩa là gì đấy? Tôi không biết được là làm thế nào để có thể đo được chiều dài của con sông. Đúng rồi, nghe chưa? Không biết làm thế nào để đo được chiều dài của con sông. Ok chưa? Đấy, tiếp theo Thanh Trang. プールの深さは2メートルです。はい。プールの深さ啊，覆盖沙，覆盖沙的，覆盖沙的的。độ sâu của sâu của con cái bể bơi là 2m. Để thế nào? Hãy tiếp. Hãy. 重さが10キロ以上の荷物は持っていてもいいですか？Hãy cái này dịch như nào nhỉ? Câu này có nghĩa là cái hành lý. Hành lý đúng không? Hành lý trên có độ nặng. Cái độ nặng của hành lý trên 10 cân thì mang đi cũng được. Mang đi không. Có được không ạ? Mang đi có được không ạ? Đấy chứ nhỉ? Đấy. Ví dụ mình đi mua vé máy bay, đúng không ạ? Xong mình bắt đầu mình hỏi người ta, anh ơi, cái nhà hành lý mà trên 10 cân ấy, có được đem đi có được không? Đấy chứ nào? Ok, chuyển sang con số 5 này, Thanh Trang. 彼女の美しさにうっとりしました。うっとりよりよ。うっとりで、これ何ですか？メモンね。đắm chìm, được chưa? Xinh đẹp quá. Ui chứ cứ si sa là gì đây? Vẻ đẹp đúng không? Của cô ấy. Đắm chìm trong vẻ đẹp của cô ấy. Được chưa nào? Hay. Biwako no hirosa wa 672 heihou kilometer desu. Hay. Được chưa? Heihou kilometer. Tức là gì nhỉ? Km vuông đấy. 672 km vuông. Được chưa nào? Độ rộng đúng không? Độ rộng của hồ Biwako. Hồ Biwa này chữ cô này là chữ hồ này luôn. Ui to thế cơ à? Trời. To, rộng đúng không? Hay. Hay tiếp đi, bạn Thanh. À bạn Thanh. Nào. Anata no kutsu no ookisa wa dono kurai desu ka? Cái độ lớn của đôi giày của bạn là bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu đúng không? Khoảng bao nhiêu? Hay. Hiruma, ghiết chưa? Hiruma no atsusa de ase wo takusan kakimashita. Đã đổ nhiều mồ hôi vì cái nóng của ban ngày. Taksan là gì nhỉ? Nhiều đúng không? Cả cái cột aseo các cự tức là chảy mồ hôi. Chảy rất là nhiều mồ hôi, gió, cái nắng của cái nắng ban ngày. Cái nắng ban ngày, khi đứng ngoài là ban ngày. Cái nóng ban ngày. Hãy tiếp, ngày thầy đọc cái nhanh nhá. Ryori no oishisa ga kanjiraremasu ka? Anh có cảm nhận được độ ngon của món ăn đó không, đúng không? Hãy câu tiếp theo. Minna no Nihongo toyu hon no atsusa wa dono kurai desu ka? Bây giờ người ta sách Minna no Nihongo có biết không? Không biết, không hỏi lại đúng không? Nhưng mà biết cái độ dày của cuốn sách này bao nhiêu không? Từng này này. Atsusa cái này là độ dày. Atsusa là độ dày đúng không nào? Độ dày của cuốn sách Minna no Nihongo là bao nhiêu? Từng này.
Được chưa? Hai. Vậy là chúng ta đã xong bài học ngày hôm nay rồi đúng không? Hai. Dễ nhưng mà hơi dài một tí đúng không? Hai. Ok. Chúng ta sẽ học về gì? Oboete masu ka là gì nhỉ? Có nhớ cái gì kia đó? Hai. Được chưa? Hai. Hai là gì? Có biết là đến hay là không đúng không? Hai. Một cái là có từ để hỏi, một cái không từ để hỏi. Ừ, đúng rồi. Có một cái là có từ để hỏi. Itsuka. Được chưa? Hai. Một cái là gì? Kadoka. Chia đây, đứng trước nó là thể thường hết. Để chân nào. Hai. Petimimas là gì nhé? Thử làm cái gì đó. Thử làm cái gì đó đúng không? Tính từ cũng sao là gì? Danh từ hóa. Danh từ hóa lên đúng không? Tính từ được chưa nào? Hai. Mình là Kyo no Juu Yo wa koko de owarimasu. Hai. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Minasan. Arigatou gozaimashita. Bye bye. Hiện tại website học tiếng Nhật online dungmori.com đã mở công khai miễn phí toàn bộ khóa học năm dành cho người mới bắt đầu, với đầy đủ các video bài giảng, các bài luyện tập và bài thi thử, với đầy đủ các kỹ năng từ chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, luyện đọc hiểu, nghe hiểu và thi thử. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký làm thành viên của website dungmori.com để có thể học tập được ngay nhé. Mình là Dũng Mori, giáo viên phụ trách các bài giảng về ngữ pháp. Và ngoài ra trên website còn có đầy đủ các khóa học từ N4, N3, N2, N1. Và các bạn đừng quên ghé qua trang web để tìm hiểu thêm về các khóa học siêu chất lượng từ Dũng Mori online nhé.